Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời các quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục giao lưu của câu lạc bộ văn nghệ Hội người cao tuổi thị trấn Yên Định chúc mừng hội diễn với tiết mục Nam Định yêu lắm quê mình, soạn giả Ngụy Văn Mai, biên đạo múa Trần Quế, Thủy Nương cùng tốt múa trình bày.